Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 4, phần 7 Giáo trình đường đến nước Nga Đáng ra thì hôm trước chúng ta phải học hết cả cái đoạn này nữa Nhưng mà tôi để cái đoạn này sang phần bài mới của ngày hôm nay Và khi bắt đầu vào bài thì đầu óc chúng ta vẫn còn đang sáng sủa Chúng ta sẽ nhớ những cái từ này như sau Âm ye là nguyên âm ye ở trong từ nhét Chúng ta mạnh dạn đọc là nhét 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 từ master chúng ta đọc là master 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 nhét có nghĩa là không master là cái vị trí chúng ta biết rồi thế và tiếp theo chúng ta có từ sistra sistra là người chị gái em gái sistra thì chúng ta để ý âm e ở đây đứng trước trọng âm nó bị đọc thành y chúng ta đọc là sistra Sistra, đây là nhược hóa nguyên âm ở trong tiếng nga. À, các em lưu ý nhé. Thế cho nên là trong trường hợp này có nhiều người đọc là sestra là sai luôn đúng không ạ. Chúng ta đọc là sistra, sistra. Tương tự như từ metro. Chúng ta đã như bạn nói metro đúng không ạ. Đây là metro, metro. À, có thể đọc hơi liếng sang e một chút, một tí chút thôi. À, có thể, cho nên các em có thể nói là metro, metro. Thực chất, thực chất chúng ta có thể mạnh dạn đọc nó là y metro đúng không ạ thế nhưng mà nếu nói hẳn là y thì tôi có cảm tưởng nó cũng không hay lắm cho nên chúng ta đọc là metro metro đó là đường xe điện ngầm tiếp theo có từ gena gena ở đây người ta ghi là gena thì thực chất ra tôi cũng không thấy ai đọc là gena cả mà chúng ta đọc nó là gena bởi vì sao về nguyên tắc chị e nguyên âm e đứng trước nguyên âm ye đứng trước uh, trọng âm bị đọc thành y nhưng mà chữ y này lại đứng sau âm r cho nên nó biến thành ư đó cho nên ở đây người ta viết là rina uh, thì người ta để cho chúng ta đọc là rina đúng không ạ Thì chúng ta có thể mạnh dạn vẫn đọc là rina hơi e một chút hơi y một chút thì nghe nó hay hơn rina và tiếp theo có từ engineer engineer đây là vẫn đọc là engineer engineer, đó, engineer. Khi đọc vào đây thì nó sẽ bị biến thành ư, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn nó vẫn bị mềm hóa đi, nó gần như là e và i. Như vậy, tương tự những cái từ này cũng vậy. Engineer, engineer, жена, жена. Đó. Thì cái trường hợp này trường hợp này là các em lưu ý nhé. Đó, chúng ta nói lại nào. жена, ж ж ж жена, engineer. Engineer Cái từ engineer nhiều bạn không nói được đúng không ạ? Engineer R, Có R cuối nhé Engineer là kỹ sư Jenna là người vợ Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp Bài 5 Bài tập số 5 Слушайте, повторяйте и читайте chúng ta lại xin nhắc lại là gì là rất nhiều từ mới nhé rất nhiều từ mới và những từ mới này các em phải học ngay sau khi mà học bài xong các em phải trong trong ngày các em phải học ngay và thường xuyên mở những cái tờ giấy các em ghi từ mới ra đọc nhớ nghĩa để làm sao đừng quên nó nhé bởi vì những từ này người ta cố gắng đưa vào trong các đoạn đối thoại của chúng ta tiếp theo bây giờ mời các em nghe nghe cái phần từ mới này và cố gắng nhắc theo nhé tôi sẽ nói lại cho các em nghe sau nào xin mời nghe Задание пять. Адрес, место, летом, музей, метро, театр, сестра, семья, тетрадь, тепло, жена. этаж осенью oh, сегодня инженер xin lỗi Như vậy vừa rồi chúng ta đã qua phần A của bài tập số 5. Bây giờ tôi sẽ đọc lại và giải thích nghĩa để các em hiểu nhé. Address. Address là địa chỉ Đọc là address address, a Miester Mister. Mister có nghĩa là Vị trí hay là chỗ ngồi Lê tâm Lê là vào mùa hè Tiếp theo Mù dê Mù Viện bảo tàng Mù dê Mitro ở đây có một loạt những âm e bị đọc thành y. Đúng, chúng ta đọc là Mitro. metro là đường là tàu điện ngầm. metro Các em đừng đọc theo kiểu Việt Nam Metro nhé. Đọc là Mitro, metro Tiếp theo có từ này cũng là e, chúng ta đọc là y. Teatro, 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 Bởi vì sao âm e đứng trước? Nguyên âm có trọng âm đọc thành y chiatr là nhà hát sistra ở đây âm e cũng bị đọc thành y chúng ta đọc là sistra 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 là người chị gái em gái tiếp theo có từ simia chúng ta đọc là si si sim simia simia là gia đình gia đình simia đây là chitrach 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 là một quyển vở chitrach là quyển vở đừng lẫn với quyển sách quyển sách là nhi cả chiplo lại đọc thành y chiplo chiplo chip chiplo 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 là có nghĩa là ấm áp zina zina đây đáng ra phải đọc thành y nhưng mà lại đọc thành ư đúng không ạ

Tiếp theo, ô xình nhiều. Ô nhiều là vào mùa thu. Chúng ta đã biết vào mùa đông, vào mùa hè rồi. Bên đây là vào mùa thu. Ô xình nhiều. Danh từ ô xình. Có nghĩa là mùa thu. Danh từ dùng cái. À, chỉ kết thúc bằng dấu mềm. Muốn chỉ vào mùa thu thì phải dùng danh từ đó ở cách năm. Là ô nhiều. Đây là dạng cách năm của danh từ ô Tiếp theo, có từ sea. à Lại là e, đúng không ạ? si vô nhà chữ g này ở trong trường hợp này người ta đọc là v đọc là si sì vô nhà si sì vô nhà si sì vô nhà à, si sì nhà là ngày hôm nay tiếp theo chúng ta có từ engineer engineer chúng ta biết rồi engineer là anh chàng kỹ sư chúng ta có từ извините 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 là xin lỗi извините đọc lại nào Извините. 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 Xin lỗi. Chúng ta có từ при à lại là i đúng không ạ? При п да При đọc là при п ơ При п да Преподаватель. Преподаватель à các em nghe thấy tôi phát âm chữ L và có dấu mềm này thì lại đặc biệt là phải phát âm được nó. Người Việt Nam không biết nói chữ L mềm cho nên các em nói cứng. Pripadavachel đúng không ạ? À, ở đây các em phát âm chữ L mềm bằng cách như thế nào? Chúng ta phát âm chữ L và có Y dường như khi chúng ta nói chữ Ly chúng ta sẽ nói nhưng mà chúng ta không phát âm chữ Y đó ra nhưng mà chúng ta để lưỡi vào vị trí phát âm của chữ Y thì các em sẽ nói được chữ l mềm, các em chịu khó luyện tập và khi mà nói tiếng nga này, nhiều người nói chữ l mềm này được thì là nghe nó rất hay, nghe nhá. Преподаватель, đó. Преподаватель, Преподаватель, đó. đó là cách phát âm chữ l mềm. chịu khó nghe nhiều lần và luyện tập nhá. nói đúng như tôi nói, để lưỡi vào vị trí phát âm chữ ly và nhưng không phát âm âm ly thì sẽ thành chữ l mềm Ты, Пэл, Чундасэй, преподаватель. Мой адрес, наш этаж, наш преподаватель, наш инженер, моя жена, моя сестра, моя тетрадь. ваша Скажи. Скажите. Скажите, пожалуйста. Vừa rồi chúng ta đã nghe xong phần B. Bây giờ tôi lại giải thích cho các bạn. Nước này có từ Pripada, là chúng ta chưa biết nghĩa của nó. Nghĩa này có nghĩa là thầy giáo, nhưng mà thầy giáo này ở trong trường đại học. Gọi là Pripada À, thầy giáo ở trong trường phổ thông chúng ta sẽ đọc là uchi chin thấy nhá tiếp theo nào môi address địa chỉ của tôi môi address môi address môi address nash etage nash etage à, cái tầng nhà của tôi nash etage à, ví dụ mời khách đến nhà chơi nhà ở trên tầng 4 chẳng hạn đi mãi đi mãi đi mãi đến khi mà đến tầng 4 rồi chúng ta sẽ nói nash etage Nas itas là đến tầng nhà của chúng ta rồi Tiếp theo Nas pripa Pripa da À nhiều em không nói được ngay từ này bởi vì nó quá là dài 1, 2, 3, 4, 5 âm 5 âm tiết đúng không ạ à, Chúng ta sẽ nói lần lượt à, Đầu tiên nếu mà chúng ta muốn nói được Cái từ này một cách nhuẩn nhuyễn Thì chúng ta sẽ nói từ cuối lên trên Chúng ta nói vachel Vachel Da vachel подаватель, Đó, các em thấy không? dễ chưa? Nếu mà nói từ cuối lên thì dễ, nói từ đầu cực kỳ khó luôn nhé. Đó. Ok, tiếp theo nào. Nash engineer, Nash engineer, à anh chàng kỹ sư của chúng ta. Đây là thầy giáo của chúng ta. Tiếp theo, đây là phần giống cái. Maya Jena. Maya Jena, vợ tôi đấy. Maya Sistra, Maya Sistra, đây là chị gái của tôi. Maya Chitrat, Maya Chitrat. À, đây là quyền vợ của tôi. Vasha Simia, Vasha Simia là à, gia đình của anh, gia đình của các anh. Скажи, скажи, hãy nói cho tôi biết. Скажи, скажите, xin hãy nói cho tôi biết, скажите скажи là nói với bạn, ngôi tươi, скажите là ngôi vui, đúng không ạ? nói với người trang trọng hơn chúng ta phải nói скажите скажите và nếu mà nói như thế thì thông thường chúng ta phải sử dụng thêm từ пожалуйста пожалуйста скажите пожалуйста. Xin hãy nói cho tôi biết, где моя жена? Vợ của tôi đâu? скажите пожалуйста где мой адрес? À, cái địa chỉ của tôi ở đâu? Скажите, пожалуйста, где моя сестра? Em gái của tôi ở đâu? Скажите, пожалуйста. Đó, các em nói cái câu này phải thường phải nói rất nhanh nhé. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Đầu tiên nói thật chậm, sau nó nhanh nhanh dần, nhanh dần và các em sẽ nói được rất nhanh. Nếu như một ngày mà các em luyện tập từ sáng đến tối cái tập hợp này thì bảo đảm đến cuối buổi đến buổi tối là các em sẽ nói nhừ nhuyễn luôn. À thực thực thử thực tập như vậy đi nhé. Đó, cái, bao giờ nên, nên nói cái câu này trước khi chúng ta muốn hỏi cái gì đó. Скажите, пожалуйста, где рынок? Xin hãy nói cho tôi biết là chợ ở đâu. À, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng bài ở đây. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình